tuyết rơi mùa hè tưởng chừng như là vô lý, nhưng mà sẽ rất có lý nếu như trên tay bạn đang sở hữu một chiếc cầu như ý bằng gỗ hoàng đàn tuyết Lạng Sơn. Wow. Bởi vì đây là chiếc cầu như ý chúng tôi đang chế tác cho một bác khách đặt hàng trên một cái phôi gỗ bằng hoàng đàn tuyết. Và các bạn nhìn thấy là trên phôi gỗ này đang xuất hiện những cái đốm tuyết ở trong các cái khe gỗ. Và với những ngày hè 38, 39 độ của Hà Nội như này, các bạn chỉ cần nhìn thấy những cái đốm tuyết ở trên đây, cộng với việc là chúng ta hít hà cái hương thơm của gỗ trong một cái phòng điều hòa bật khoảng độ tầm 5 độ thì các bạn sẽ cảm thấy rét run. Và nói vui thôi, cái gỗ hoàng đàn tuyết này nó có một cái điều rất là đặc biệt, đó là cái tinh dầu của gỗ rất là nhiều, cộng với lại là cái hương thơm nó rất là nhẹ, giống như là sâm. Nó hòa quyện lại và nó đem lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là thư thái, rất là nhẹ nhàng trong những cái ngày hè nóng bức.